Việt Nam, đất nước có chủ quyền tại khu vực Đông Nam Á giáp biển, nơi sở hữu hình dạng lãnh thổ phải nói là độc đáo nhất thế giới. Đó chính là hình chữ cái, chữ S mà không một quốc gia nào giống được. Thậm chí khi nhìn ở mức độ từ tàu vũ trụ, ta có thể thấy ngay chữ S đặc trưng không lẫn vào đâu được. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lãnh thổ nước ta lại có diện tích dài và hẹp ngang như vậy không? Nhìn vào bản đồ thì Việt Nam đã được phân chia thành 3 vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Trong đó phần lớn lãnh thổ nằm ở Trung Bộ, nơi có diện tích hẹp ngang. Suốt chiều dài từ Nghệ An cho đến tận Huế thì không có một nơi nào có bể rộng vượt quá 100 cây số. Đặc biệt, điểm hẹp nhất ở tỉnh Quảng Bình chỉ có 50 km. Vì sao lại như vậy? Chẳng có lẽ là các cụ tổ tiên ta từ xưa không muốn bành trướng về phía Tây ư? Muốn biết được điều này, chúng ta phải có sự nhìn nhận lại lịch sử. Tổ tiên sơ khai là hàng trăm bộ tộc Bách Việt sống ở miền Nam sông Dương Tử. Sau thời đại nhà nước đầu tiên của các vua hùng, Việt Nam rơi vào đêm trường của 1.000 năm Bắc thuộc. Tuy vậy, văn hóa và tiếng nói vẫn không bị đồng hóa. Cho đến năm 938, Ngô Quyền đánh bại nhà Nam Hán để chính thức kết thúc chế độ đô hộ dài cả thiên niên kỷ này. Từ đó cho đến tận thế kỷ thứ 11, lãnh thổ Việt Nam chỉ bao gồm vùng đồng bằng sông Hồng kéo cho đến vùng Thanh, Nghệ ngày nay, với tên gọi phổ biến là Đại Việt trong thời kỳ nhà Lý và Trần. Vào năm 1407, Đại Minh đánh bại nhà Hồ và thiết lập lại chế độ đô hộ Bắc thuộc. May mắn thay, với sự xuất hiện của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng với các tướng lĩnh, quân sư xuất chúng, nước Đại Việt mới thoát khỏi kiếp nô lệ chỉ sau 20 năm. Cho đến đời hậu duệ của Lê Lợi, vua Lê Thánh Tông bắt đầu đẩy mạnh việc mở rộng bờ cõi. Vị vua lỗi lạc này đem 26 vạn quân đánh vào tận kinh đô của vương quốc phía Nam là Chiêm Thành, lãnh thổ mở rộng đến tận Bình Định thuộc Nam Trung Bộ ngày nay. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao lại cứ phải tiến về phía Nam mà không phải là các hướng khác? Phía Đông là biển cả mênh mông nên là chúng ta có thể tạm thời bỏ qua. Phía Bắc được trấn giữ hàng nghìn năm bởi Trung Hoa hùng mạnh, không thể chạm đến. Vậy chỉ còn phía Tây và phía Nam. Tuy nhiên, đặc điểm địa hình của nước ta là phần lớn đồi núi và chúng ta lại án ngữ ở phía Tây bao gồm các dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn rất khó khăn để mà vượt qua. Đặc biệt là với quân đội chinh phạt sẽ rất tốn kém nguồn lực. Chưa kể là bên kia các dãy núi còn tồn tại các vương quốc khác cũng có tiềm lực khá mạnh bao gồm Lan Xang tức là Lào và Chân Lạp tức là Campuchia ngày nay. Chúng ta sẽ phải vừa vượt núi vừa đụng độ với các thế lực này không đơn giản. Champa ở phía Nam có lẽ là mục tiêu dễ chinh phục hơn cả. Ngoài địa hình đồng bằng thì người Việt có thể di dân bằng đường biển vào Nam một cách nhanh chóng nhất. Tiềm lực của Champa lại kém Đại Việt khá nhiều. Ngay từ thời Lý Trần họ đã phải chấp nhận thần phục và cắt đất. Thời vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông thì mở rộng đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thậm chí vào thời đại nhà Hồ, ngắn ngủi cũng bành trướng được tới Quảng Ngãi ngày nay. Vì phương hướng mở rộng như vậy mà lãnh thổ Việt Nam từ xưa đã có hình dạng hẹp và dài. Đất đai của Đại Việt càng được nối dài hơn nữa do một biến cố lịch sử, đó là vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nhà Lê khoảng thế kỷ thứ 16 đang suy yếu. Vào năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi của nhà hậu Lê lập ra nhà Mạc. Vào năm 1533, tướng cũ của nhà Lê là Nguyễn Kim lập con vua Lê Chiêu Tông lên ngôi, tức là Lê Trang Tông. Vào năm 1545, Nguyễn Kim bị sát hại, con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Để nắm trọn binh quyền, Trịnh Kiểm đầu độc giết con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông, em của ông là Nguyễn Hoàng lo sợ bị anh rể hại, nên là nghe theo lời khuyên của Nguyễn Bình Khiêm xin vào trấn thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm cho rằng đất ấy là nơi xa xôi, hoang vu nên đồng ý cho đi, với hy vọng rằng khi đụng độ với quân của nhà Mạc, Nguyễn Hoàng sẽ bị sát hại dưới tay của chúng. Tuy nhiên ngạc nhiên thay thì Nguyễn Hoàng không những đánh bại được quân nhà Mạc mà lại còn lấy được lòng của dân Thuận Hóa nữa. Mãi đối phó với nhà Mạc ở phương Bắc, Trịnh Kiểm cho Nguyễn Hoàng kiêm trấn thủ luôn Quảng Nam vào năm 1570. Trịnh Kiểm ra đi, con cả là Trịnh Cối lên thay. Cối không màng chính sự, bị em là Trịnh Tùng đoạt quyền. Cuối cùng đầu hàng nhà Mạc và đã ra đi ở đất Bắc. Trịnh Tùng nắm đại quyền, thao túng triều đình, cho người ám sát vua Lê Anh Tông lập vua nhỏ là Thế Tông. Vào năm 1592, Trịnh Tùng đánh chiếm được Thăng Long, đuổi họ Mạc chạy lên Cao Bằng. Khi rước được vua Lê về kinh thành, Trịnh Tùng bắt đầu tính tới người cậu là Nguyễn Hoàng ở phương Nam. Lúc này, thế trận Trịnh Nguyễn phân tranh bắt đầu. Cả hai lấy sông Danh thuộc Quảng Bình làm biên giới, liên tục nổ ra chiến sự khốc liệt. Tuy nhiên chúng ta sẽ không nói về chính trị hay chiến tranh mà sẽ là sự mở rộng về phương Nam. Ở phía Bắc, chúa Trịnh khống chế vua Lê qua các đời, kiểm soát lãnh thổ đồng bằng sông Hồng đến tận Quảng Bình, diện tích hầu như là không đổi. Thế nhưng ở phía Nam, chúa Nguyễn liên tục bành trướng. Vào tháng 8 năm 1692, chúa Nguyễn chiếm Chiêm Thành và tháng 3 năm sau đã bắt được vua Chiêm là Bà Tranh. Lúc này, chúa Nguyễn đã đổi tên Chiêm Thành là Thuận Thành. Chúa Nguyễn đã sai các tướng đến Phan Dí, Phan Răng thuộc Bình Thuận ngày nay để mà phòng ngự tàn đảng của Chiêm Thành có âm mưu tái chiếm. Đất nước Chiêm Thành đến bây giờ đã hoàn toàn bị biến mất trên bản đồ. Chiêm Thành đã bị hợp nhất hoàn toàn vào Việt Nam vào năm 1697. Trong quá trình chiến tranh, chúa Nguyễn chợt nhận ra là có một vùng đồng bằng rộng lớn chủ phú ở cực Nam, giáp Vịnh Thái Lan. Nơi đây còn hoang sơ chưa khai phá, thế nhưng ngặt nỗi là nó lại đang thuộc lãnh thổ của vương quốc Angkor-Wat. Mùa xuân năm 1698, chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh sang kinh lược Cao Miên, tức là Campuchia, lấy đất nông nại đặt làm phủ Gia Định. Đất nông nại hay phủ Gia Định khi đó gồm chung cả Nam Bộ. Đến khi mà nhà Nguyễn thống nhất đất nước đã tích cực mở rộng lãnh thổ đến tận mũi đất Cà Mau. Khác với thời kỳ hợp nhất Chiêm Thành, việc hợp nhất lãnh thổ Nam Bộ được tiến hành ôn hòa hơn. Vào đầu thế kỷ 18, ở vùng Hà Tiên có một doanh nhân người Hoa lập đất có tên là Mạc Cửu. Do không khuất phục sự cai trị của nhà Thanh nên ông đã xuôi thuyền đi tít về phương Nam đến vùng Vịnh Thái Lan lập cộng đồng người Hoa ở đây. Thế nhưng trước tình hình chính trị bất ổn và không muốn bị o ép bởi người Campuchia mà Mạc Cửu đã dâng thư thuần phục chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chủ, sau đó vùng Hà Tiên đã được sáp nhập vào Đại Việt. Đến thời nhà Nguyễn thì vua Minh Mạng đã có tham vọng đẩy mạnh chiếm nốt vùng đồng bằng của Angkor ở Tây Nam. Tuy nhiên thì đây cũng là mục tiêu của một vương quốc hùng mạnh khác nằm ngay bên cạnh, đó chính là Siêm La, tức là Thái Lan ngày nay. Vua Siêm cùng với vua Nguyễn đã có những cạnh tranh về sức ảnh hưởng và rốt cuộc thì đã bùng nổ thành xung đột quân sự. Đó chính là chiến tranh Việt Nam Siêm La dưới thời của vua Ramabha và vua Thiệu Trị. Cuộc chiến khởi đầu vào năm 1840 dưới thời của vua Minh Mạng xảy ra nhiều giao tranh căng thẳng ở vùng Đông Nam Campuchia và tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Vào năm 1841, vua Minh Mạng mất, con trai là vua Thiệu Trị tiếp tục cuộc chiến của cha để lại, giằng co mãi cho đến năm 1845, Việt Siêm La bất phân thắng bại, đành phải ký kết hòa ước. Vương quốc Angkor tức là Campuchia buộc phải thần phục cả hai. Vùng Nam Kỳ được Angkor và Siêm La công nhận thuộc Đại Nam của nhà Nguyễn. Như vậy thì cho đến nửa thế kỷ thứ 19 thì cơ bản hình dạng lãnh thổ của nước ta đã như ngày nay. Bởi vì là không thể mở rộng thêm ra phía Tây do lực cản cực lớn từ Siêm La nên là nước ta có hình dạng dài và hẹp ngang như bây giờ. Cuối thế kỷ 19, người Pháp thiết lập được chế độ cai trị trên toàn cõi Đông Dương. Ban đầu thì họ cũng muốn mở rộng về phía Tây, thế nhưng gặp lực cản từ đế quốc Anh cũng đang đô hộ vùng Ấn Độ kéo dài đến Myanmar. Để tránh xung đột, Pháp và Anh chấp nhận coi Siêm La, tức là Thái Lan, trở thành vùng đệm ngăn cách, không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Vì thế mà gần như suốt từ đó cho đến nay, lãnh thổ Việt Nam không còn được mở rộng theo các hướng nữa. Với lãnh thổ dài, chúng ta có thuận lợi là đường bờ biển lên tới 3.260 km, ôm trọn phía Tây Biển Đông, kéo dài qua đến tận Vịnh Thái Lan. Nó tạo ra một vị trí địa lý vô cùng chiến lược khi mà gần tuyến vận tải hàng hải quốc tế nhộn nhịp từ Tây sang Đông. Tuy nhiên diện tích hẹp ngang lại chủ yếu là đồi núi khiến đất đai đồng bằng canh tác bị giới hạn. Thế nhưng rất may mắn, Việt Nam lại sở hữu hai đồng bằng màu mỡ bậc nhất thế giới là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, giúp nước ta nằm trong top những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất. Lẽ dĩ nhiên, nằm ở vị trí chiến lược nên Việt Nam luôn bị các cường quốc dòm ngó. Đó không chỉ là người hàng xóm to lớn hàng trăm năm ở phương Bắc, mà còn là cả Hoa Kỳ, Nga và các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đều mong muốn gây được sức ảnh hưởng. Đặc biệt là trong quá trình gìn giữ chủ quyền, phải đặc biệt cẩn trọng với Trung Quốc. Với tham vọng là thống trị thế giới, Bắc Kinh không ngần ngại có những động thái vi phạm lãnh thổ của các nước lân bang bất chấp sự phản đối của quốc tế. Vì vậy, để giữ gìn được Việt Nam hình chữ S dài và hẹp như hiện nay, đòi hỏi không chỉ lòng yêu nước mà còn là sự khôn khéo trong quan hệ quốc tế.